Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm ấn nấm linh chi túi 1 kg đến từ Hàn Quốc. À, thưa các bạn khi nhắc về à, nấm linh chi thì hẳn rằng chúng ta đều biết rằng đây là một trong những loại dược liệu vô cùng tốt với sức khỏe của con người đúng không ạ? Và đặc biệt à, nấm linh nấm linh chi tại Hàn Quốc thì càng có những công dụng à, mà chúng ta không thể biết được. Ở à, bên cạnh việc là bồi bổ cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị một số căn bệnh hay là tăng cường hệ miễn dịch thì nấm linh chi còn được biết đến là một trong những loại thần dược hỗ trợ ở điều trị ung thư cũng như là giảm sự tác động của thuốc điều trị ung thư lên cơ thể của chúng ta à, và như các bạn có thể thấy hiện tại bên cạnh kiểu oanh đang là dòng sản phẩm nấm linh chi túi xanh 1kg đến từ Hàn Quốc à, và với dòng sản phẩm này thì sẽ không cắt lát sẵn hay là nghiền thành bột sẵn cho khách hàng hay là uh, chế biến thành cao mà với dòng sản phẩm nấm linh chi một túi 1 kg này sẽ để nguyên cả cây nấm ở bên trong khi mà chúng ta mua túi nấm linh chi 1kg này, chúng ta có thể là tùy ý sử dụng theo cách mình muốn, cũng như là từ việc chế biến cho đến là làm sao cho hợp khẩu vị của mọi người trong nhà. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của dòng sản phẩm nấm linh chi 1kg. Với dòng sản phẩm nấm linh chi này, thì công dụng đầu tiên chúng ta nhắc đến đó chính là đối với hệ miễn dịch của chúng ta. Đối với những người có hệ miễn dịch yếu kém, hay là chúng ta thường xuyên mắc những căn bệnh vật, hay cơ thể không được khỏe mạnh, khi sử dụng dòng sản phẩm nấm linh chi này nó sẽ có tác dụng là hỗ trợ tăng cường sức khỏe cũng như là khiến cho hệ đề kháng của chúng ta được mạnh mẽ hơn và quan trọng trong một thời gian sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cơ thể của mình có thay đổi rõ rệt từ đó thì không còn những căn bệnh như ốm vặt hay là cơ thể yếu kém nữa và nấm linh chi thì được biết đến là một trong những loại nấm có nhiều hợp chất giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn đồng thời là loại bỏ được tình trạng ở ờ, chúng ta thường xuyên mệt mỏi ốm yếu và đây cũng được xem là một trong những dòng sản phẩm tuyệt vời ở dùng để bồi bổ sức khỏe cho những người mà khi mà mới ốm dậy hay là đang trong quá trình ốm và với dòng sản phẩm này thì chúng ta khi mà sử dụng để giúp tăng cường sức khỏe tăng cường hệ miễn dịch thì các bạn có thể là sử dụng theo nhiều cách khác nhau từ việc là pha trà hay chúng ta sử dụng kết hợp nấu ăn và công dụng tiếp theo khi mà nói đến sản phẩm uh, nấm linh chi Hàn Quốc đó chính là khả năng tốt với hệ tiêu hóa đối với những người có hệ tiêu hóa không được tốt, chúng ta thường xuyên bị đi ngoài hay là khi mà chúng ta ăn uống không thể hấp thu được hết toàn bộ dinh dưỡng mà thức ăn mang lại, à, cũng như việc là hệ bài tiết của chúng ta có vấn đề thì khi sử dụng dòng sản phẩm nấm linh chi túi 1 kg đến từ hàn quốc này thì nó sẽ giúp cho hệ uh, tiêu hóa của chúng ta được tốt hơn, đồng thời là hấp thu các chất dinh dưỡng một cách hoàn hảo hơn. Công dụng thứ ba của nấm linh chi hàn quốc đối với việc là hỗ trợ điều trị khối u trong cơ thể đối với những khách hàng không may mắn đang gặp tình trạng u trong cơ thể khi sử dụng dòng sản phẩm nấm linh chi Hàn Quốc túi 1 kg này, nó sẽ có tác dụng là giảm sự phát triển cũng như là kìm hãm sự phát triển của các khối u trong cơ thể. Đồng thời, nấm linh chi túi 1 kg đến từ Hàn Quốc này còn có khả năng là giúp quá trình điều trị các khối u được hiệu quả hơn, đồng thời là khiến các khối u này không ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Công dụng thứ tư đó chính là đối với da. Khi mà nhắc đến công dụng này thì hẳn các chị em phụ nữ đều rất thích, đúng không ạ? Và với dòng sản phẩm túi nấm linh chi 1kg đến từ Hàn Quốc này thì khi chúng ta sử dụng nó sẽ có công dụng là giúp cho da của chúng ta đẹp hơn. Đối với những khách hàng mà đang gặp tình trạng da mụn hay là da của chúng ta thường xuyên gặp các vấn đề về da liễu thì khi sử dụng dòng sản phẩm túi nấm linh chi 1kg này nó sẽ giúp cho da của chúng ta loại bỏ được tình trạng mụn và khiến cho da của chúng ta được trắng cũng như là hồng hào hơn và như các bạn đều biết rằng uh, hệ tiêu hóa cũng như là gan nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng da đúng không ạ và khi sử dụng dòng sản phẩm túi nấm linh chi này nó có khả năng là thải độc cho gan cũng như là tăng cường sức khỏe tăng cường khả năng hoạt động của gan từ đó thì nó sẽ tác động lên da mặt của chúng ta và da mặt của chúng ta sẽ đẹp hơn Bên cạnh những công dụng chính mà Kiều Anh vừa kể của dòng sản phẩm nấm linh chi túi 1 kg này thì dòng sản phẩm nấm linh chi còn được biết đến với những công dụng như là tốt cho hệ bài tiết của chúng ta, tốt cho hệ thần kinh, hệ miễn dịch hay thậm chí là tốt cho cả việc là chúng ta đang trong quá trình điều trị bệnh. Và với dòng sản phẩm này thì có khá nhiều khách hàng đặt câu hỏi với Kiều Anh rằng là với sản phẩm này thì nguyên cây nấm như vậy thì chúng ta nên dùng như thế nào? Cách sử dụng dòng sản phẩm nấm linh chi vô cùng đơn giản. Mỗi ngày bạn sẽ uống từ 1 cho đến là 2 lần và các bạn sẽ sắc nấm linh chi với nước sôi. Và với cách này thì các bạn sẽ uống trực tiếp như trà và không chỉ là giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Khi sử dụng trà từ nấm linh chi, nó còn có khả năng là giúp hệ bài tiết của mình được tốt hơn như kiểu anh vừa chia sẻ bên trên và với nấm linh chi để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cũng như đến từ Hàn Quốc thì các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là uh, nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nấm linh chi túi 1kg đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.